Tôi gọi là kinh của Hương Sắc Đạo Sinh. Tôi xin giới thiệu một cái cây trắc bonsai. Trắc này là trắc dây. Dáng của cây là hình quanh cúc. Giờ tôi tiến hành tôi đo chậu. Chậu nó có kích thước là 4 tấc 8, đường kính lọt lòng là 4 tấc 8, chiều ngang của tán cây là 8 tấc rưỡi. Chiều cao của cây là 6 tấc 7. Hoành của đế cây là 7 tấc rưỡi. Để trong chậu cổ. Chậu lên này giờ là 5 triệu nghe các bác. Cây này xin giao lưu là 30 triệu.